Xin mến chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Rơi. Các đại lý đua nhau đại hạ giá, coi chừng chất lượng vì đây là các loại xe tồn từ năm 2018. Chi tiết thế nào mời quý vị và các bạn cùng Tin Rơi chúng ta tìm hiểu chi tiết. Các đại lý ô tô đang đại hạ giá xe tồn kho từ năm 2018, giá rẻ nhưng xe tồn kho nhiều tháng không bán được nếu không bảo quản đúng quy trình, liệu chất lượng của xe có đảm bảo hay không? Chiếc Nissan X-Trail là một trong những mẫu xe áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá liên tục cho người dùng trong nhiều tháng gần đây. Hiện một số đại lý Nissan tại Hà Nội bán X-Trail V series 2.5 lít giá 890 triệu đồng cho xe xuất xưởng năm 2018 và 950 triệu đồng cho xe xuất xưởng năm 2019. Trong khi đó, giá niêm yết của phiên bản này là 1,023 tỷ đồng. Như vậy, xe xuất xưởng năm 2018 giảm tới 133 triệu đồng và xe xuất xưởng năm 2019 giảm tới 73 triệu đồng. Mẫu xe tiếp theo đó là Mazda cũng có nhiều xe tồn kho, chẳng hạn nhiều đại lý vẫn còn xe series 5 xuất xưởng năm 2018 với giá bán giảm mạnh từ 100 tới 120 triệu đồng tùy từng phiên bản. Chẳng hạn phiên bản 2.0 tiêu chuẩn xuất xưởng năm 2018 có giá đại lý giảm tới 120 triệu đồng từ mức giá 899 triệu đồng còn 779 triệu đồng, trong khi với phiên bản xuất xưởng năm 2019 giá giảm 80 triệu đồng. Ford Việt Nam có hai mẫu xe còn nhiều hàng tồn kho là Explorer và Everest. Hiện các đại lý giảm giá tới 150 triệu đồng cho xe Explorer xuất xưởng năm 2018, đưa giá bán từ 2,268 tỷ đồng xuống còn 2,118 tỷ đồng. Mẫu Everest bản Ambiente MT giảm 90 triệu đồng và Ambiente AT giảm 82 triệu đồng cho xe xuất xưởng năm 2018, trong khi xe xuất xưởng năm 2019 giá giảm chỉ từ 60 tới 62 triệu đồng so với giá bán công bố là 999 triệu đồng và 1,052 tỷ đồng. Toyota Việt Nam cũng có mẫu Altis còn nhiều xe tồn từ năm 2018 và giá đã được các đại lý giảm từ 80 triệu đồng so với giá công bố. Từ nửa cuối năm 2018, một số hãng xe đã tung ra thị trường lượng xe gần gấp đôi so với lại trước, trong khi tiêu thụ không kịp dẫn đến tồn kho lớn. Các đại lý ô tô cho biết từ tháng 2 năm 2019 đến nay tồn kho cao, họ buộc phải hạ giá, thậm chí chấp nhận thua lỗ chỉ để xả hàng. Các nhân viên bán hàng tại đại lý thừa nhận xe xuất xưởng năm 2018 và 2019 nếu cùng phiên bản thì không khác nhau gì là mấy. Chỉ có điều thời gian lưu kho kéo dài hơn, nếu khách hàng chấp nhận mua sẽ tiết kiệm thêm được khoản tiền lớn. Tuy nhiên điều này cũng khiến người mua không khỏi băn khoăn. Một người mua ở Hà Nội vừa mua chiếc Mazda CX-5 2.0 lít. Nhân viên bán hàng tư vấn nếu anh mua xe xuất xưởng tháng 5 năm 2019 thì giá xe được giảm 70 triệu đồng cộng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Nhưng nếu mua xe xuất xưởng năm 2018 giá giảm tới 120 triệu đồng. Tuy nhiên tôi quyết định mua xe xuất xưởng năm 2019 cho yên tâm bởi xe để lâu tuy giá rẻ nhưng không thể biết thế nào. Theo các kỹ sư ô tô, xe tồn kho nhiều tháng không bán được nếu nhà sản xuất và các đại lý không bảo quản đúng quy trình dễ ảnh hưởng tới chất lượng. Nếu xe chưa đổ xăng, dầu chưa nổ máy vẫn sử dụng dầu bảo quản có thể giữ được thời gian dài. Còn nếu đã đổ xăng thay dầu máy chạy thử thì cần phải thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng, bảo quản. Mỗi tuần phải khởi động một lần, cho xe nổ máy ít nhất là 15 phút để động cơ hoạt động. Dầu máy được khuấy đảo, tránh bị ngưng tụ hơi nước trong bồn đốt. Cùng với đó, khi động cơ hoạt động sẽ giúp nạp điện vào ắc quy, đảm bảo tuổi thọ cho ắc quy. Ngoài ra, không được để lốp xe tiếp xúc với nền kho bãi lâu ở một vị trí. Phải thay đổi hàng tuần và luôn duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn để tránh bị nứt do trọng lượng xe đè lên. Với số lượng ít có thể thực hiện được nhưng tồn kho nhiều đó là một cái công việc không hề đơn giản. Với ô tô, khi đã đổ xăng dầu nhớt và đã khởi động động cơ chạy thử sau đó lại cất trong kho một thời gian dài, có thể chịu nhiều tác hại. Lâu ngày không khởi động, dầu nhớt dễ sinh ra một số hợp chất có hại sẽ ăn mòn động cơ, thậm chí tạo ra lớp bùn mỏng có tính nhớt cao làm tắc nghẽn các mao mạch dẫn dầu bôi trơn, góp phần vào việc bài mòn hệ thống chuyển động. Với xe tồn kho, nếu xăng không được đổ đầy bình cũng có nguy cơ gây hại. Xăng được đổ đầy bình giúp tránh được hiện tượng không khí ẩm lâu ngày có thể xâm nhập vào bình xăng, gây ngưng tụ hơi nước bên trong. Đến khi khởi động, hơi nước sẽ theo vào động cơ, sẽ để lâu hơi nước cũng ngưng tụ trên thành xi lanh rồi lọt xuống cát-te chứa dầu nhớt, thúc đẩy quá trình ăn mòn động cơ và các bộ phận chuyển động dẫn đến giảm tuổi thọ. Khi tồn kho nhiều, xe không có nhà chứa, phải để ngoài trời chịu mưa nắng thật là tai hại. Dưới trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe tăng cao sẽ làm giảm chất lượng đồ nội thất, để lâu ngày cao su, nhựa và các dung môi bên trong xe sẽ hóa hơi. Các bộ phận sử dụng dầu nhớt bôi trơn như núm điều khiển, điều hòa, chân phanh, thiết bị điều khiển ghế hoạt động không trơn tru do dầu bôi trơn bị bay hơi và khô lại dưới nhiệt độ cao, khiến các thiết bị này khó sử dụng hoặc bị kẹt. Tiếp đến, các gioăng cao su cánh cửa sẽ nhanh lão hóa. Sự quá nhiệt là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ắc quy chết sớm, đặc biệt các đường ống dẫn khí nước làm mát dễ bị hỏng.
Lốp xe nhanh lão hóa, lớp sơn vỏ xe nhanh phai màu. Xe để trong kho có mái che mát mẻ thì lại gặp lỗi lo khác là chuột dán thâm nhập. Dưới nắp capo xe, trong cabin hay cốp xe là những nơi lý tưởng để những loài sinh vật này ẩn nấp. Điều này dẫn đến rất nhiều hệ lụy xấu như nhiều bộ phận trên xe có thể bị hư hỏng và bị bẩn. Một số nguồn tin cho biết ô tô tồn kho nhiều, các đại lý thường phải đi thuê chỗ để đảm bảo tiêu chuẩn không dễ tìm ra và chi phí khá là cao. Nên chỉ cần một chỗ để tạm với hy vọng sẽ bán nhanh, vì vậy mà xe tồn kho thường không được bảo quản tốt nên dễ bị suy giảm về chất lượng. Khách hàng mua những xe này có thể được hưởng giá rẻ. Tuy nhiên, khi chấp nhận mua xe tồn kho lâu ngày, cần kiểm tra kỹ nội thất, động cơ để đánh giá lại chất lượng. Không phải bỗng dưng đại lý giảm giá mạnh cho xe tồn kho từ năm trước nếu chất lượng đảm bảo như nhau. Quý vị hãy đưa những ý kiến của mình ở phía bình luận ở video này. Đừng quên nhấn like cũng như chia sẻ video để nhiều người biết đến hơn. Hãy nhấn đăng ký, tích vào biểu tượng chuông để khi tin xe hơi up lên những tin mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem chúng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.